Quý anh chị tuổi Tân Dậu thân mến, để biết được số mệnh của mình trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được thời cơ, làm sao để đổi đời hưng vượng, chuyện mình giàu có, công việc thông thuận, tiền bạc đủ đầy, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Ngày hôm nay, mình và Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh chị tuổi Tân Dậu trong chuyên mục Tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao và sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh đã chỉ ra rằng trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Tân Dậu hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi Tân Dậu cùng theo dõi lá số tử vi của mình ngay sau đây nhé. Trước tiên, ta cùng tìm hiểu về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà thanh đế, cô quạnh, xương con gà, tướng tinh con chó, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tân Dậu là mẫu người đa tài, họ giỏi nghệ thuật hội họa, văn chương nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại. Yêu cái đẹp nhưng cũng sẽ thực tế và ham kiếm tiền, chính vì lẽ đó nên đôi khi họ thường phải lựa chọn cân nhắc giữa hai mặt. Những người thuộc mệnh thạch lựu mộc, giàu trí tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ dễ thích nghi và đem lại lợi ích cho nhiều người, vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn. Chắc chắn bản lĩnh của họ rất cao, tâm lý lạc quan, nhìn cuộc đời như bầu trời xanh đầy hy vọng, họ tự tin vào bản thân và cuộc sống, tràn đầy niềm yêu đời. Những người thuộc bản mệnh thạch lựu mộc vì có lộc cách nên theo con đường kinh doanh, thương mại, tài chính ngân hàng, với tài năng và những ưu đãi đặc biệt của tạo hóa sẽ giúp họ có được những thành tựu lớn trong thương trường và con đường sự nghiệp. Thạch lựu mộc hơn người và cũng khó đoán bởi họ là mẫu người đa tài. Trong thực tế, cây thạch lựu vừa có tác dụng làm cảnh lại vừa có trái có thể ăn được. Một số người trong nhóm họ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, hội họa, trang trí sắc màu, văn chương, thơ ca. Với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, họ sẽ có được thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Xét theo ngũ hành, Tân thuộc hành kim, Dậu cũng thuộc hành kim. Hành kim sẽ khiến cho Dậu bướng bỉnh và ngoan cố hơn. Đồng thời bởi nguồn năng lượng tự kim kép sẽ khiến cho những người Tân Dậu đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân mình và những người xung quanh. Họ thuộc kiểu người đề cao cái tôi của cá nhân và để nuôi dưỡng duy trì cái tôi bản ngã của mình, họ có xu hướng tìm đến những người biết lắng nghe họ. Người tuổi Tân Dậu cũng là kiểu người khá mạnh dạn, luôn kiên định với suy nghĩ của mình, họ luôn tự lập, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, là cuộc sống mà người mang tuổi này hướng đến. Ngoài những tính cách trên, tuổi Tân Dậu còn là người đam mê công việc, làm việc có tổ chức, với bất kỳ việc gì, hay chi tiết nhỏ nào, họ cũng luôn rất kỹ càng, hay có thể nói là khắt khe đến từng chi tiết. Tuy nhiên, đối với Tân Dậu, gia đình luôn là trên hết, họ luôn muốn cố gắng để mang lại cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc nhất cho người thân của mình, bởi họ xem điều này như mục tiêu quan trọng cả đời họ. Với tính kiên định của mình, Tân Dậu có tài năng hùng biện, họ còn có khả năng dùng lời lẽ của mình để lấn át được miệng lưỡi của đối thủ. Tuy nhiên, họ thuộc tiếp người thẳng thắn, trung thực nên đôi khi không quan tâm quá nhiều tới cách lựa chọn câu chữ hay cách ăn nói. Do đó mà nhiều lời ăn tiếng nói của họ khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Một đặc trưng khác trong tính cách của những người Tân Dậu đó là sự nghiêm khắc trong việc xử lý sai phạm, lỗi lầm. Chính vì thế, tuổi Tân Dậu có trở ngại lớn nhất về vấn đề tình yêu, đó là quá lạnh lùng, cùng với bản tính quá hung hăng. Cuộc đời nam giới Tân Dậu lúc nhỏ rất sung sướng, lại hay hoang phí, lớn lên muốn đạt được, mình tự lập và có tính tiến thủ. Bởi hay tính hoang phí nên dù có nhiều tiền bạc cũng khiến cho nam Tân Dậu lâm vào cảnh túng quẫn. Tiền bạc tuy vô bất ngờ nhưng ra cũng chẳng bao lâu, cuộc sống không được mấy tốt đẹp. Bởi thế, để phải tránh mang cảnh nghèo khổ, hậu số phận được sung sướng an nhàn thì nam giới Tân Dậu cần phải cẩn mẫn hơn, không nên quá tự cao tự đại. Về phần công danh, lúc lên thì lên cao, có khi lại xuống rất thấp,
Sự bấp bênh trên con đường công danh chỉ dừng lại ở mức bình thường, cuộc sống không được dư giả và thiếu điều tốt trong cuộc sống. Bên cạnh đó, gia đạo cũng không được ôn hòa mấy, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Nam giới Tân Dậu nếu biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống thì hoàn toàn có thể được nhiều may mắn trong cuộc sống. Sự nghiệp sẽ có những điều tốt đẹp, tiền bạc không những đủ đầy và dồi dào, thế nên cần học tính tiết kiệm, đừng quá phung phí thì về sau mới có thể hưởng được đầy đủ những vấn đề này. Vậy, vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 sẽ diễn ra như thế nào? Xem tử vi tháng 10 năm 2023, tuổi Tân Dậu âm lịch, cục diện cát lành trong tháng mới cho thấy những cơ hội phát triển sẽ đến với con giáp này. Dù hiện tại đang theo đuổi lĩnh vực nào hay đang ở vị trí nào, bạn cũng đều có may mắn đạt được mục tiêu của mình. Tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú gà, bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được hội cơ thăng tiến sẽ đến, nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng được khẳng định. Thêm cát tinh hữu bậc, tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Công việc tiến triển thuận lợi, nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh. Gặp đúng người, đúng thời, nên tiền tài nảy nở, nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao. Phương diện tình cảm của Tân Dậu trong tháng 10 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc, bán hợp cục giúp nhân duyên tìm tới. Người độc Dậu tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm đau đầu vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái. Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Tân Dậu trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua. Bạn có phần chủ quan và bỏ bê, không chăm sóc cơ thể cẩn thận, đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn, kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy phương diện sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu được dự báo có nhiều bước tiến triển lớn. Một khi đã dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì ắt sẽ bội thu quả ngọt. Cục diện tam hợp cát lành xuất hiện trong tháng này mở ra những cơ hội phát triển, thăng tiến, dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này. Nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng, chủ động nhận việc, chứ không hề trốn tránh, bản mệnh làm việc miệt mài, bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra. Tháng này, bạn có phần mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với thử thách để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là vận khí đang ủng hộ bạn mưu đại sự, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy, bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm điều kiện để phát huy thế mạnh. Cũng bởi có thể nhìn ra được cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được sau khi chạm tay tới cái đích trước mắt. Tuổi Tân Dậu càng thêm hăng say cống hiến, bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị, nhờ đó lại càng thêm được khẳng định. Ngoài tinh thần làm việc hăng hái, thì bản mệnh cũng rất cầu tiến, ham học hỏi, nên có khả năng chuyên môn và nghiệp vụ sẽ được tăng cường, điều này rất tốt cho chặng đường phát triển trong tương lai. Chẳng những vậy, tháng 10 âm lịch này, vận quý nhân của tuổi Tân Dậu cũng khá vượng, cát tinh hữu bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao ngày càng hài hòa. Dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả đúng như mong muốn ban đầu, bạn cũng có thêm kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Lưu ý nhỏ là tháng này, có hung tinh bạch hổ rình rập, mức độ ảnh hưởng nặng, nhẹ, tùy thuộc ở mỗi người, rất cần sự thận trọng, chắc chắn và một thái độ khiêm tốn để không dính vào thị phi, tiểu nhân. Về phương diện tài lộc, trong tháng 10 âm lịch này, tài lộc của tuổi Tân Dậu có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, lại thêm tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch kiếm tiền diễn ra suôn sẻ nhiều khoản thu vào. Với người làm công ăn lương, công việc tiến phát triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Thời điểm này, thứ tài dồi dào, nhất là vào giai đoạn cuối tháng, khi bản mệnh đón không ít tin vui về thu nhập hiện có. Đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt mức hoặc một khoản nợ được ai đó hoàn trả.
người kinh doanh buôn bán cũng có cơ hội hốt vàng, hốt bạc từ chính sự mạnh dạn và nhạy bén với thời cuộc của mình. Cái duyên làm ăn của con giáp này lại càng có cơ hội được thực hiện trong tháng 10 âm lịch này. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, bạn cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời, đúng người, nên tiền tài nảy nở là điều tất yếu. Chỉ cần biết tận dụng triệt để cho các mối quan hệ xã giao, thì việc làm đầu tư sẽ cực kỳ sáng sủa. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành, vì tỷ lệ thành công khá cao. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Về tình duyên, tử vi tháng mới nhận xét, đây là khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào với tuổi Tân Dậu. Khi nhân duyên tìm tới, tháng này là thời điểm lý tưởng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi, có bán hợp thúc đẩy, đào hoa khoe sắc rực rỡ, đặc biệt có lợi với người đang độc dậu. Sự xuất hiện của hữu bật cũng mang điểm báo về nhiều mối quan hệ, nhiều đối tượng khác giới, nhờ đó bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng đôi khi cái gì nhiều quá cũng không tốt, việc nhân duyên quá vượng cũng có thể khiến bản mệnh thêm đau đầu vì khó lựa chọn. Thậm chí, ngày lắm mối, tối nằm không, vì thế tuổi Dậu nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng, gia đạo an yên, vợ chồng con cái không xảy ra mâu thuẫn nào quá gay gắt, có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ, nhanh chóng được giải quyết triệt để, một số cặp vợ chồng cũng có thể đón tin vui về con cái. Về phương diện sức khỏe. Tháng này, Nguyệt Lâm đất bệnh, báo hiệu sức khỏe của Tân Dậu có dấu hiệu sa sút rõ. Một vài triệu chứng bất thường xuất hiện cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể của mình. Bạn có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, nguyên nhân chủ yếu do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê, không chăm sóc cơ thể cẩn thận, công việc bận rộn khiến bạn bị cuốn đi, ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Ngoài ra, tháng này Tân Dậu còn chịu ảnh hưởng từ hung tinh Bạch Hổ, cần chú ý đề phòng bị thương tật ở chân tay do té ngã hoặc va chạm xe cộ. Khi tham gia giao thông phải tỉnh táo, giữ khoảng cách an toàn, kẻo sơ suất xảy ra tai nạn dẫn tới thương tật. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tuần 1, tuổi Tân Dậu, tháng 10 âm lịch 2023. Sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu có những bước tiến khá đáng mừng trong thời điểm này, được thiên ấn vào chính quan chiếu mệnh. Bạn tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình và thường được lãnh đạo đánh giá rất cao, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Việc kiếm tiền càng đến khoảng thời gian cuối tuần lại càng thuận lợi hơn. Nhiều các tinh soi chiếu cho thấy, dù làm nghề gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi dư giả. Tuần này, bản mệnh cũng có thể cân nhắc thêm các kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng, thì bạn phải di chuyển khá nhiều, vì thế, bạn không nên ngại gian khổ nhất thời, hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu, thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu tốt đẹp, vợ chồng bạn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau, nên nhiều công việc lớn được giải quyết nhanh chóng, hai người cũng là nguồn động lực lớn lao, cổ vũ nhau cùng tiến về phía trước. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, tỵ, tiểu nhân, ngọ, tý. Màu sắc may mắn, nâu, xanh, con số phát tài 59, 65, 12. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Dậu, tháng 10 âm lịch 2023. Người tuổi Tân Dậu được trải qua một khoảng thời gian ngập tràn may mắn, các tinh nâng đỡ, khiến cho công việc nào bạn xử lý cũng hanh thông. Thuận lợi bất ngờ, bạn còn học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích để phát triển bản Dậu. Tình hình tài chính có những bước phát triển rực rỡ, nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Người làm kinh tế có thể nhận được khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó của mình. Nhiều người còn nhận ra con đường làm ăn kinh doanh phù hợp với khả năng của mình. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Với những người đã có đôi có cặp, bạn rất tôn trọng những suy nghĩ và cảm nhận của đối phương. Vì thế, trong những việc trọng đại, bạn luôn trao đổi, bàn bạc với đối phương trước tiên nhờ vợ chồng đồng lòng, mà việc gì cũng được giải quyết nhanh chóng. Thời gian này, Nguyệt Lệnh Lâm đất bệnh, báo hiệu sức khỏe của Tân Dậu có dấu hiệu sa sút khá rõ, một vài triệu chứng bất thường xuất hiện, cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể mình. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, sửu, dần, tiểu nhân, mão, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 23, 45, 67.
Tử vi tuần 3, tuổi Tân Dậu, tháng 10 âm lịch 2023. Đầu tuần, người tuổi Tân Dậu nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, con giáp này có thể được phân công phụ trách thêm những nhiệm vụ quan trọng. Nhằm khẳng định vị thế, hãy nhanh chóng nắm bắt, bạn đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Tình hình làm ăn kinh doanh cũng tiến triển thuận lợi trong tuần này, những kế hoạch bạn đặt ra đang có những bước phát triển như dự kiến. Bản mệnh có thể không cần quá vất vả mà vẫn nhận được tiền bạc rủng rỉnh nhờ có sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Tuy nhiên, sao thiên cầu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe thì cần khám chữa ngay. Phương diện tình cảm, nhìn chung không có biến động nào quá lớn, nếu muốn thoát cảnh độc dậu, bạn nên chủ động hơn nữa. Trong việc làm quen với mọi người, không nên sống mãi trong thế giới riêng, trên thực tế, tình yêu sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm tươi đẹp đấy. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, sửu, tiểu nhân, mùi, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. Con số phát tài, 19, 62, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Tân Dậu, tháng 10 âm lịch 2023. Người tuổi Tân Dậu có cơ hội được thăng quan tiến chức trong tuần này, bản mệnh vốn là người nghiêm túc trong công việc, lại không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó, nên được lãnh đạo đánh giá rất cao, những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Tình hình tài chính có khởi sắc vào giữa tuần và cuối tuần, như thế có nghĩa là bạn sẽ phải vất vả kiếm tiền nhiều hơn người khác. Con giáp này sẵn sàng làm việc, ngay cả khi mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi, vì vậy khoản tiền kiếm được, dư giả cũng là hiển nhiên. Có điều, Bạch Hổ mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của chính mình và những người Dậu yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc. Phương diện tình cảm, có nhiều cải thiện trong khoảng thời gian cuối tuần, bản mệnh và nửa kia đã thẳng thắn với nhau hơn, nên nhiều hiểu lầm được hóa giải. Sau khi trải qua biến cố, hai người biết trân trọng và thấu hiểu nhau hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, sửu, tiểu nhân, mùi, tý. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số phát tài, 15, 89, 34. Nhân sinh cảm ngộ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tức giận có thể dẫn đến chết sớm. Bởi thế, nếu muốn sống thọ, nhất định phải tiết chế cơn nóng giận của chính mình. Câu chuyện cuộc sống dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều này. Trăm bệnh đều từ tước khí mà sinh ra. Vì thế, nếu muốn kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay, cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu dậu dưỡng tính. Câu chuyện cuộc sống về sự tức giận. Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày, bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận, chửi mắng ầm ĩ một hồi. Cao tăng cũng không để ý tới, rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn. Cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết. Cao tăng vẫy tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây? Một lát sau, cao tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ? Tức giận cũng có làm được gì đâu, cao tăng lại rời đi. Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận. Cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay, làm rơi vãi khắp đất, vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi. Bài học từ câu chuyện cuộc sống về sinh mệnh con người, sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào lòng đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giả thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản Dậu cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh đoạt danh lợi,
không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và dậu thể mới là đáng quý. Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, dậu thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đáng chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có dậu thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là thế giới này đại đa phần mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người, lúc 1-2 năm cuối đời, sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần rồi mới rời đi. Vậy, phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị, mà phòng thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giận đi thì sẽ sống trường thọ. Bài học cuộc sống về tức giận và tuổi thọ. Hoa do tưới quá nhiều nước mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát cơn nóng giận bao nhiêu thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Người thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi thông thường được sống 20 đến 50 tuổi. Thường xuyên chịu. Thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống từ 60 đến 70 tuổi. Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi. Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi. Vừa không tức giận người khác mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi hoặc hơn. Vâng, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản dậu mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.